Nguyên là lãnh đạo một xã nghèo từ những năm 80, nhưng tư tưởng lớn trong phát triển kinh tế, cống hiến cho xã hội ngay cả khi về hưu là điều hiếm gặp ở người đàn ông này. Có đầy đủ như vậy bản lĩnh, dám làm và có đầy đủ trí tuệ. Luôn tâm niệm sản phẩm làm ra phải là đặc biệt và học hỏi từng ngày trong sản xuất đã tạo nên một nông dân phi thường. Con cá giòn không phải ai cũng làm được, khả năng tài chính, khả năng kinh nghiệm, tiếp thu như vậy kiến thức khoa học kỹ thuật thì mới làm được con cá giòn. Và một ý chí của một người lính. Làm ăn kinh tế thì đều phải có những cái quyết tâm và có như vậy cái nghị lực, kể cả về như vậy thị trường, kể cả về như vậy là trong cái đầu tư phát triển, làm ra cái của cải, đóng góp cho xã hội. Tất cả đức tính đó đã tụ lên con người mà người dân ở đây gọi ông là vua cá giòn đất Bắc. Những con cá chấm, cá chép này đang được thu hoạch chỉ sau 6 tháng nuôi. Trọng lượng của chúng có thể lên đến từ 5 đến 6 kg khi xuất bán. Đây là kết quả ngoài mong đợi của ông Tự từ khi thực hiện nuôi cá lồng trên dòng sông Kinh Thầy. Nhận thức thấy rằng như vậy cái tiềm năng, cái sông nước của Hải Dương là rất lớn. Chính vì thế như vậy là sau khi chúng tôi được nghỉ hưu, chúng tôi như vậy là bắt tay ngay vào cái việc như vậy là tổ chức sản xuất cái cá lồng bè trên sông Kinh Thầy của tỉnh Hải Dương. Ban đầu như vậy là đi tham khảo học tập cái mô hình ở miền Nam đấy. Sau đó như vậy áp dụng cho như vậy là cái mô hình sản xuất nuôi cá lồng bè trên sông của tỉnh Hải Dương. Vốn là một cựu chiến binh, từ những năm 80, ông Tự giữ chức vụ chủ tịch xã Nam Tân. Sau gần 30 năm công tác tại địa phương, ông luôn ấp ủ giấc mơ làm kinh tế. Và ước mơ đó, ông chỉ làm được khi đã về hưu. Thành công từ những mẻ cá đầu tiên xuất phát từ suy nghĩ, dám làm. Bước đầu khởi nghiệp này là một trong những gặp cũng rất nhiều cái khó khăn. Cái thứ nhất như vậy, năng lực về tài chính. Cái thứ hai như vậy là kinh nghiệm. Cái thứ ba như vậy là thị trường. Cái lúc đó như vậy là mình chưa định hình được thị trường, mà cũng chỉ biết là cứ sản xuất ra đã. Thế nhưng sau khi như vậy là quyết tâm như vậy là quyết tâm làm ấy, thì tất cả những cái vấn đề đó như vậy là được từng bước được tháo gỡ và được như vậy giải mã. Không muốn dừng lại, có lẽ là tính cách ăn sâu vào người cựu chiến binh này. Tuy nhiên, để tạo sự khác biệt, ông Tự không dừng ở việc nuôi cá lồng thông thường. Bản thân ông nghĩ sản phẩm của mình phải có thương hiệu và chất lượng, tránh thị trường bão hòa. Mô hình nuôi cá giòn từ đó được hình thành trên sông Kinh Thầy. Thế nếu mà nói cái sản phẩm cá chấm và cá chép giòn, thì chủ yếu trước đây là sản xuất tại các nước như vậy là EU, một số nước người ta sản xuất. Thế trong như vậy 10 năm nay, tiếp thu cái đề tài của Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội, gần chục năm nay, thì cái sản phẩm con cá chấm và con chép giòn này là đạt được một cái tiêu chuẩn như vậy là rất cao. Khi bắt tay vào nuôi, điều khó nhất với ông là sự thích nghi của cá sau khi từ môi trường ao nuôi ra lồng bè. Bởi nếu không, cá dễ sốc ở môi trường nước có tốc độ chảy cao. Ban đầu nếu mà mang cái sản phẩm con cá chấm, con chép chấm bình thường thôi, nó chưa như vậy quen cái môi trường sông nước. Từ cái chỗ như vậy nước nặng thì đến cái chỗ nước chảy thì cái tỷ lệ hao của ban đầu là rất cao, từ 20 đến 25%. Thế mà thậm chí có nhà mà cái kinh nghiệm và kỹ thuật nó không tốt ấy, thì có thể hao đến 50%. Chính như đó như vậy là cái khó. Áp lực lớn nhất đối với ông Tự là quá trình áp dụng nuôi đậu tằm. Bởi kiến thức ông biết được so với thực tế nuôi không phải lúc nào cũng giống nhau. Trong cái quá trình nuôi ấy, thì từ cái kỹ thuật ngâm đỗ cho đến khi cho ăn thì cũng đòi hỏi một cái kinh nghiệm. Nghĩa là nếu là ngâm không nhuyễn, ngâm mà nó sượng thì con cá nó sẽ bị đi hẻ, nó chết.
và nó hao. Kiên trì học hỏi, biết nhìn nhận thị trường là điều không thể thiếu trong làm kinh tế. Đặc biệt, những khó khăn khi sản phẩm này lại mới, nhiều người chưa biết đến. Thị trường bước chúng tôi khai thác, một mặt như vậy là tăng cường như vậy là quảng bá, rồi tăng cường giao lưu đối với này bạn hàng. Các điểm ngoài tỉnh Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh xung quanh là chúng tôi đều như vậy là tiếp cận bán sản phẩm. Năm 2012, từ mô hình cá giòn, mỗi năm ông Tự xuất bán từ 30 đến 40 tấn cá chép chấm giòn đi thị trường cả nước. Thuận lợi là thế, tuy nhiên điều mà ông không nghĩ đến là dư luận hoang mang về thức ăn của loài cá này không tốt cho sức khỏe. Một loại đậu sống ở xứ lạnh mà trong nước chỉ trồng khảo nghiệm ở Sapa. Thời điểm đó, gần 20 tấn cá giòn xuất bán Tết của gia đình ông bị ngưng trệ, phải lưu qua đông. Ban đầu là người ta chưa rõ, chưa hiểu, cho rằng như vậy có thể ăn đậu tằm là không tốt cho sức khỏe. Cái đỗ thì chúng tôi nhập từ Australia hoặc là nhập từ Ấn Độ. Thế đậu tằm có một cái hàm lượng, cái đạm cao nhất trong các loại hoặc trong loại hoạt động. Đấy, chính thế cho nên nó tạo ra như vậy là trong quá trình nuôi từ 5 đến 6 tháng thì nó tạo ra như vậy là từ một cái cơ nhão trở thành cái cơ rắn chắc và tạo nên cái độ giòn. Khi bắt đầu khai thác từ cá chấm chép thông thường, sau khi nuôi đạt trọng lượng 1 kg, ông Tự bắt đầu chuyển sang nuôi vỗ bằng đậu tằm. Như vậy với 6 tháng nuôi vỗ là được xuất bán, mỗi năm ông có thể thu hoạch 2 lần. Đưa vào mình nuôi. Nhưng mọi thứ lại không suôn sẻ với ông. Điều rủi ro không phải đến từ thị trường, cách thức chăn nuôi hay dịch bệnh, mà đến từ thiên nhiên. Cơn lũ sáng ngày 3 tháng 8 năm 2015 vừa qua đã làm toàn bộ 33 lồng cá của gia đình ông bị cuốn trôi. Hàng trăm tấn cá sắp được thu hoạch lại tan biến sau một đêm. Nhưng càng thất vọng hơn khi ông chứng kiến người dân đi hôi và câu cá như một ngày hội trên sông Kinh Thầy. Tôi vững vàng như thế, nhưng về đó cái lúc cảm xúc của mình ấy, vừa đi xe vừa khóc trong một cái đau đớn như thế, thấy rất là tuyệt vọng. Nhưng tôi cho rằng như vậy con người còn là an toàn, con người là còn tất cả. Ai cũng thế thôi, con người ta cũng có một sức chịu đựng nó có giới hạn thôi, nó quá lớn nên là cũng ai con người nào thôi. Bây giờ nó gia tài nó mấy chục tỷ đấy, không phải là ít tiền. Nhìn hệ thống lồng này, ít ai nghĩ chúng mới được làm lại chỉ chưa đầy 4 tháng sau lũ. Số tiền gần 10 tỷ đồng là chi phí khắc phục sự cố sau lũ. Chất lượng sản phẩm. Trong mắt người dân, ông Tự không chỉ là một người làm kinh tế giỏi, họ còn khâm phục người cựu chiến binh này ở ý chí kiên định, ngay cả khi ông trắng tay. Tôi nghĩ rằng là anh Tự là một người là hết sức là có bản lĩnh đấy. Còn nếu mà không có bản lĩnh thì cũng khó mà gượng dậy được. Có lẽ với người đàn ông này, không có chỗ cho sự chán nản, tuyệt vọng. Sau những thăng trầm, đến nay mô hình nuôi cá giòn của ông Tự đã mở rộng với số lượng gần 100 lồng bè. Đây cũng là mô hình mà Ủy ban Nhân dân xã Nam Tân lấy làm điểm để tuyên truyền khuyến khích người dân trong xã nhân rộng để trở thành vùng hàng hóa trọng điểm của địa phương. Ban đầu thì một số các hộ nhỏ lẻ thì rất là ít, có 1-2 hộ thôi. Nhưng sau khi là các cái gia đình nuôi cá, tức là nó rất là hiệu quả. Hiện nay là toàn xã là có trên 900 lồng. Chính vì vậy là Đảng ủy chính quyền cũng đã có cái định hướng và có cái nghị quyết là động viên các gia đình, khuyến khích các gia đình tiếp tục phát triển cái mô hình nuôi cá lồng trên cái sông Kinh Thầy. Những tấm bằng chứng nhận do Cục Sở hữu Trí tuệ cấp cho gia đình ông Tự là một minh chứng tin cậy cho sản phẩm của mô hình. Năm 2015, ông Tự là một nông dân điển hình tiên tiến nhất của tỉnh Hải Dương, đón nhận gương nông dân sản xuất giỏi. Vinh dự đó có lẽ xứng đáng với những gì ông làm cho bản thân và cả phát triển kinh tế chung của địa phương này.